ngành thiết kế đồ họa và nghệ thuật số trường Đại học Hoa Sen, ngành học trendy. Thiết kế đồ họa và nghệ thuật số là loại hình nghệ thuật ứng dụng, xây dựng kiến thức nền tảng về thẩm mỹ, phát triển tư duy sáng tạo, định hướng ứng dụng thực tế, chú trọng ứng dụng công nghệ mới. Ngành học duy nhất tại Việt Nam ứng dụng nghệ thuật thị giác, visual art, vào các hình thức thể hiện kỹ thuật số của nền công nghiệp sáng tạo 4.0 trong lĩnh vực nghệ thuật. Đây là ngành học thu hút nhiều các bạn trẻ sáng tạo, đam mê nghệ thuật, thiết kế. Sinh viên được tiếp cận với các kiến thức từ căn bản hội họa, màu sắc đến phần mềm 3D, hiệu ứng kỹ xảo, đồng thời tiếp cận với kiến thức về sáng tạo, phát triển ý tưởng, marketing, thương hiệu, v.v. từ đó ứng dụng vào công việc. Giảng viên là những họa sĩ thiết kế đầu ngành, nhà quản lý, giám đốc mỹ thuật, giám đốc sáng tạo từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết kế. Đây là ngành đã vinh dự đạt chuẩn AUN, QA và kiểm định chất lượng quốc gia MOET. Học ngành thiết kế đồ họa và nghệ thuật số giúp sinh viên có nền tảng kiến thức thẩm mỹ, kích hoạt khả năng sáng tạo, cập nhật sử dụng công nghệ phần mềm trong thiết kế và hướng đến thiết kế mang tính ứng dụng cao. Cơ sở vật chất chuyên dụng dành riêng cho sinh viên nhóm ngành thiết kế: phòng thực hành IMAX, bản vẽ điện tử, họa thất, phòng máy in 3D, phòng thực hành thực tế ảo VR, Virtual Reality, họa thất, studio nhiếp ảnh, v.v. Với tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm cao, sinh viên tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa có thể làm việc ở các vị trí như chuyên viên thiết kế bao bì sản phẩm, truyền thông quảng cáo, thiết kế và xuất bản ấn phẩm kỹ thuật số, họa sĩ thiết kế UI, UX, thiết kế nhân vật hoạt hình, kỹ xảo VFX. Đối với ngành nghệ thuật số, sinh viên có cơ hội trở thành chuyên viên phát triển ý tưởng trò chơi điện tử, nhà thiết kế lĩnh vực phim hoạt hình, nhà thiết kế nghệ thuật thị giác cho các công ty quảng cáo, truyền thông. Đối với thành tựu của sinh viên ngành thiết kế đồ họa, sản phẩm của sinh viên đạt được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như giải nhất toàn quốc cuộc thi ACA World Championship 2019, 2021, 2022, v.v. Trở thành tân sinh viên Hoa Sen, bạn sẽ học tập ngay tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, bạn sẽ nhận ngay nhiều ưu đãi học phí cùng những đặc quyền boarding pass. Đại học Hoa Sen với giá trị cốt lõi 5T, tiêu chuẩn quốc tế, tinh thần doanh chủ, thực học, thực làm, trải nghiệm sống động, tôn trọng khác biệt, nơi đào tạo ngành thiết kế đồ họa và nghệ thuật số chất lượng tại Việt Nam.